ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Đặc sứ Trung Quốc tới Ukraine và Nga tuần sau. Trung Quốc cho biết sẽ cử đặc sứ tới Ukraine, Nga và các nước châu Âu từ ngày 15 tháng 5 trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Ngày 12 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận ông Lý Huy, cựu đại sứ Trung Quốc tại Nga, sẽ dẫn đầu phái đoàn của nước này đến Ukraine và Nga. Ông Lý sẽ là giới chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh vào tháng 2 năm ngoái. Ngoài ra, phái đoàn Trung Quốc cũng sẽ đến các nước châu Âu, gồm Ba Lan, Pháp và Đức. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, chuyến đi nhằm trao đổi với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình và đàm phán về vấn đề Ukraine và Bắc Kinh luôn đứng về phía hòa bình. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc bồi đắp sự đồng thuận quốc tế về ngừng bắn, ngừng chiến tranh, mở ra các cuộc đàm phán hòa bình và tránh leo thang tình hình. Được biết, sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ ở Nga, ông Lý đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao huân chương hữu nghị. Cuộc bầu cử tại Thái Lan dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 3 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Trung tâm Dự báo Kinh tế và Kinh doanh của Trường Đại học Thương mại Thái Lan ước tính ít nhất 120 tỷ bát Thái, tức là tương đương 3 tỷ 550 triệu Mỹ Kim, sẽ được chi ra cho các hoạt động liên quan tới bầu cử, và là con số gấp đôi với số tiền dự kiến trước đó. Trung tâm này cho hay dự báo chi tiêu của tất cả các đảng phái chính trị tại Thái Lan cho các hoạt động liên quan tới cuộc bầu cử phù hợp với thông tin của Ngân hàng Thái Lan, cho thấy lượng lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế của Thái Lan trong 3 tháng đầu năm nay đã tăng khoảng 234 tỷ baht Thai, tương đương 6 tỷ 890 triệu Mỹ Kim, lên tới mức là 6.980 tỷ baht Thai, tăng 3.47% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc gia tăng mức chi tiêu trong năm bầu cử theo dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế của Thái Lan từ 0.5 lên tới 0.7%. Theo Ngân hàng Thái Lan cho hay, các vụ giao dịch về chuyển tiền điện tử hồi tháng Giêng năm nay, đặc biệt là thông qua các nền tảng ngân hàng di động, đã đạt được đỉnh điểm vào khoảng 2.182 tỷ baht Thái, tương đương 39.6%, trong khi giá trị chuyển khoản tăng lên khoảng 8.86 tỷ baht Thái mỗi tháng, tức là tăng 6.7% so với năm ngoái. Tuy nhiên, Ủy ban Phát triển Kinh tế thuộc khu vực Đông Bắc của Phòng Thương mại Thái Lan cho rằng, có khả năng một số khoản chi tiêu có thể được sử dụng cho hành vi mua phiếu bầu vốn đã trở nên tinh vi hơn. Theo đó, thay vì thanh toán cho các cử tri bằng tiền mặt như là trước đây, thì những người mua phiếu bầu hiện nay đang sử dụng mã QR hoặc là ứng dụng PromptPay để chuyển tiền. Tấn công hàng loạt tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan trước thềm tổng tuyển cử. Liên tiếp xảy ra các vụ tấn công phóng hỏa tại 23 địa điểm ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan chỉ 2 ngày trước khi cuộc tổng tuyển cử năm 2023 sẽ diễn ra. Theo giới chức địa phương, các vụ tấn công phóng hỏa diễn ra liên hoàn trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối ngày 11 tháng 5. Mục tiêu của các vụ tấn công là cục anten mạng điện thoại di động, cục điện và đốt vỏ xe hơi. Hiện chưa có báo cáo cụ thể về thương vong và thiệt hại. Tuy nhiên, các vụ tấn công này đã gây gián đoạn tín hiệu điện thoại di động trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, biểu ngữ dân chủ là hòa bình Patani cũng được treo không chỉ ở 3 tỉnh xảy ra các vụ tấn công phóng hỏa, mà còn được treo ở nhiều huyện của tỉnh Songkhla. Tình hình an ninh trật tự ở khu vực miền Nam Thái Lan, nhất là tại 3 tỉnh cực Nam gồm Yala, Patani và Narathiwat, thường xuyên diễn biến phức tạp. Các nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai ở khu vực này liên tục gây ra các vụ bạo lực, khiến hàng chục ngàn người thương vong. Trong những năm qua, chính phủ Thái Lan đã nỗ lực thúc đẩy các vòng đàm phán hòa bình với các nhóm phiến quân dưới sự trung gian hòa giải của Malaysia. Tuy nhiên, đến nay tình hình vẫn chưa được cải thiện. Sang qua khu vực Tây Á, cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt ở Thổ Nhĩ Kỳ sau 20 năm khi ông Erdogan dẫn dắt đất nước này. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt vào ngày 14 tháng 5 tới đây sau 20 năm đất nước này được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan dẫn đầu. Có 64 triệu cử tri của Thổ Nhĩ Kỳ có đủ điều kiện để bỏ phiếu để bầu ra một nhà lãnh đạo mới của đất nước này. Họ cũng đồng thời bỏ phiếu để bầu ra 600 nghị sĩ của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề cử tri tại Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm nhất hiện nay chính là tình trạng lạm phát. Giá cả của các mặt hàng tiêu dùng trong nước cũng như giá nhà ở đã tăng vọt tới mức lạm phát lên tới 85% trong tháng 10 năm ngoái và hiện nay vẫn còn ở mức hơn 40%. Cuộc khủng hoảng chi phí về sinh hoạt đã nổi lên như một rào cản chính đối với những quyết tâm tái tranh cử của ông Erdogan.
một mối quan tâm lớn khác của các cử tri đó là việc tái kiến thiết đất nước sau trận động đất kinh hoàng hồi tháng 2 năm nay, cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người và khiến cho hàng triệu người bị mất nhà cửa. Sự thiệt hại về kinh tế của thảm họa này ước tính lên tới 100 tỷ Mỹ Kim. Ông Erdogan, năm nay 69 tuổi, người đứng đầu đảng Công lý và Phát triển, là đảng đương quyền của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, tham gia cuộc chạy đua với tư cách là ứng cử viên cho Liên minh Nhân dân cánh hữu chiếm đa số. Đối thủ chính của ông Erdogan đó là ông Kılıçdaroğlu, năm nay 74 tuổi, là chủ tịch của Đảng Nhân dân Cộng hòa Trung tả. Ông là ứng cử viên chung cho nửa tá đảng chính trị được gọi là Liên minh Quốc gia, bao gồm các nhà dân chủ, những người theo chủ nghĩa dân tộc và những người bảo thủ tôn giáo. Các ứng cử viên tổng thống khác bao gồm ông Muharrem İnce, 59 tuổi, là chủ tịch của đảng Tổ quốc Trung dung mới thành lập, và ông Sanan Ogan, 55 tuổi, một người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu, đại diện cho Liên minh Tổ tiên. Năm chiến hạm Trung Quốc đi vòng quanh Nhật Bản trước thềm G7. Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố một bản đồ cho thấy tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 Lhasa, một trong những chiếc tàu chiến mạnh nhất của Trung Quốc, dẫn đầu một đội tàu 4 chiếc, thực hiện hành trình 12 ngày vòng quanh các đảo chính của Nhật Bản. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần tới. Giới quan sát nhận định đây là động thái của Trung Quốc nhằm phô diễn sức mạnh quân sự trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực đang nóng lên. Bản đồ của Nhật Bản đăng tải cho thấy nhóm tàu bắt đầu hành trình từ eo biển Tsushima giữa Nam Hàn và Nhật Bản, đi qua eo biển Sugaru ở mũi phía bắc của Hokkaido vào ngày 5 và 6 tháng 5, và sau đó là chuỗi đảo Izu phía nam Tokyo vào ngày 15 tháng 5. Sau khi Nhật Bản công bố bản đồ, báo nhà nước Trung Quốc Global Times đăng bài viết tuyên bố, chuyến đi này là một cuộc tập trận ở biển xa hải quân Trung Quốc, không vi phạm bất kỳ luật pháp quốc tế nào hoặc nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, nó có thể được coi là gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nhật Bản. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu, hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan là rất quan trọng, không chỉ đối với đất nước chúng tôi mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Khối ASEAN đón chào thành viên mới trong năm 2023. Indonesia là quốc gia chủ tịch luân phiên của khối ASEAN năm 2023, đang thúc đẩy mạnh mẽ việc kết nạp Timor-Leste, tức là Đông Timor, trong năm nay. Hành trình kết nạp thành viên mới này đã được lãnh đạo của khối ASEAN thông qua tại Indonesia. Vào hồi năm ngoái, tại hội nghị cao cấp của khối ASEAN lần thứ 41 ở Cambodia, lãnh đạo của khối 10 quốc gia này đã đồng ý về nguyên tắc kết nạp Đông Timor. Lần gần đây nhất, khối ASEAN có một thành viên mới, đó là năm 1999 với sự gia nhập của Cambodia. Chính phủ Jakarta đang thúc đẩy Đông Timor trở thành thành viên đầy đủ, xem đó là một trong những di sản đối ngoại lớn nhất trong thời nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Widodo. Việc kết nạp Đông Timor không chỉ thể hiện sự hấp dẫn của khối ASEAN sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, mà còn cho thấy mối quan hệ giữa Indonesia và Đông Timor, nơi từng bị Jakarta chiếm đóng, đã được cải thiện nhiều. Với Đông Timor, thì nhiệm kỳ chủ tịch của khối ASEAN của Indonesia là một cơ hội vàng không thể bỏ qua. Đông Timor nộp đơn xin gia nhập khối này vào năm 2011, cũng là năm mà Indonesia làm chủ tịch luân phiên của khối ASEAN. Trong cuộc gặp với ông Widodo, thì Thủ tướng Đông Timor là Thor Mathandrak đã cam kết chính phủ của ông sẽ tuân thủ quy định mà các bên đã đưa ra. Cựu lãnh đạo Tòa tối cao Trung Quốc nhận hơn 9 triệu Mỹ Kim hối lộ. Trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang, Shen De-yong, cựu phó chánh án tòa án tối cao, đã thừa nhận tội nhận hối lộ 9,3 triệu Mỹ Kim trong suốt 27 năm, từ năm 1995 đến năm 2022. Shen bị buộc tội sử dụng địa vị và quyền lực của mình để nhận hối lộ, trực tiếp hoặc thông qua vợ và con gái để đổi lấy việc giúp đỡ người khác xử phạt các vụ án, bảo đảm các hợp đồng xây dựng và thăng tiến trong công việc. Phía tòa án cho biết phán quyết sẽ được công bố trong thời gian tới. Ông Shen đã bị cơ quan giám sát tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc điều tra vào tháng 3 năm ngoái vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng luật pháp và kỷ luật, cách diễn đạt ám chỉ tội tham nhũng. Sau đó, ông đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị tước các chức danh chính thức và bị quản thúc chính thức vì tình nghi nhận hối lộ.
Trong 2 năm qua, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập đã nhằm vào nhiều giới chức cấp cao trong ngành an ninh và hành pháp. Trung Quốc đã phạt tù 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an Sun Lijun và Fu Zhengguo, lãnh đạo cơ quan cảnh sát Trùng Khánh và Thượng Hải Deng Huilin và Gong Dawan. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.